không? Sợ chứ. Sợ hả? Ừ. Sợ sao dám lên núi hả? Mày lên coi cho biết. Trời, lên coi hả? Nãy giờ cô có thấy núi dài chỗ nào chưa? Chưa, chưa. Đi đi mới tới đây hả? Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 76. Vậy đó ha. Ừ. Nó chài mép bên chùa Phật nhỏ, nhưng mà ở trong đó là ở trong vườn của người ta. Ừ. Trong cái vườn tre. Không sao chứ, an tâm, chưa có nổ đâu nha. Rồi bà có qua bà thấy cái tượng Phật Di Lặc chưa? Chưa. Mới nghe không? Mà mới đi tới đây. Có nghe nói tượng Phật nghiêng không? Có nghe đồn không? Không, không có nghe. Không có nghe phải không? Mới đi lên tới đây à. Mới lên tới đây phải không? Ừ. Nhưng mà tượng Phật con thăm rồi chứ không có nghiêng. Không có nghe hả? Mà bây giờ gì mà bệnh? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Châu Phú đã trở về hồ Thủy Liêm ở ngay chân cái ngôi chùa Phật lớn quý vị. Và kính thưa quý vị, thì hiện giờ do là mây buổi sáng 9-10 giờ sáng mà vẫn còn bao phủ cái ngôi chùa này, cho nên Châu Phú mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành cùng với Châu Phú đi tham quan từ cái chiếc cầu chỗ hồ Thủy Liêm đi dài qua chùa Phật lớn quý vị. Và kính thưa quý vị, tại sao ở nơi đây gọi là chùa Phật lớn? Thì ngày xưa ở tại đây có một cái pho tượng, đặc biệt là ở trong vùng này nữa quý vị, là pho tượng này cao 1,8 mét quý vị. 1,8 mét, tương đối là một pho tượng lớn nhất ở trên núi Cấm này và trong vùng này. Cho nên bà con khi mà trở về đây là hỏi là chùa Phật lớn ai cũng biết hết trơn. Và kính thưa quý cô chú anh chị, hình như là cái ngôi chùa này á, nằm cách sâu dưới mặt nước biển hình như là 516 mét hay gì đó vậy đó. Thì sau khi mà cái ngôi chùa đó là có một cái tượng Phật lớn thì các vị mà trụ trì ở đây đó, người ta xây cắt lên đó. Thì sau đó đó, khi mà cái thời chiến tranh đó vị, thì không có được ai mà trùng tu hết trơn đó, bà con thì rút xuống núi hết trơn, cho nên đó là còn có cái tượng Phật không. Và sau khi đó đó, ở đây đó là được một thời gian thì cái ngôi chùa này là nó hoang phế vậy. Thì các nhà địa chủ mới là xin để mà được cắt lên cái ngôi chùa để bảo vệ cho cái pho tượng cao này. Thì sau khi mà xin phép nhà cầm quyền Pháp đó vậy, thì bên đó không cho cắt, thì ông địa chủ mới cắt đại xong cái ngôi chùa đó vậy. Thì cắt xong thì ông đã bị mời qua tra khảo đó. Thì cũng nhờ một cái hương chức hội tề nào đó, thì nói là cái phong tục ở An Nam này khi mà tháo dỡ vậy đó, tôi không thể nào làm được đó, tại vì là không có thể nào để Phật ở ngoài mưa ngoài nắng, cho nên tới bây giờ là còn giữ lại cái ngôi chùa Phật lớn này. Thì qua đây Châu Phú mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành. Hôm nay là ngày lễ vị đó, 1 tây tháng 9, ngày mai là 2 tây tháng 9, thì bà con sẽ trở về đây rất là đông đó. Bây giờ Châu Phú mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành cùng với Châu Phú đi qua cái chiếc cầu tại hồ Thủy Liêm này, có rất là nhiều cá nha quý vị. Và Nam Mô Di Đà Phật, mời quý vị đồng hành nha. Và vâng, và kính thưa quý vị, bây giờ đi là có hai anh em nha, nó để tí quay thì là Châu Phú nói chuyện, còn Châu Phú quay để tí nói chuyện nha. Tìm hiểu về cái ngôi chùa Phật lớn này chưa để tí? Chưa anh, mình chưa đi hả? Mình đi hoài nhưng mình không biết ít là sao vậy nữa. Hả? Dạ. Và vâng, thì kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ là Châu Phú quay bà con trở về đây mới có 1 tây tháng 9 thôi, mà rất là đông bà con nữa vị đó trở về đây. Và ở đây đặc biệt cá quá lớn nha tí. Dạ đúng rồi, ở đây như là cá này chắc không ai bắt được đâu. Dạ, ở đây cá uống chùa dữ. Bà con chạy về đây kìa. Quá nhiều luôn rồi quý vị ơi. Dự đoán vào cái cuộc lễ 2 tây tháng 9 này, bà con sẽ trở về đây hàng triệu người nha quý vị. Quá chừng luôn quý vị ơi. Bây giờ bà con hùng đi về đây nè. Đó, bên kia thì người ta đang bắt cá luôn kìa tí ơi. Kìa, cho cá ăn đó. Đó. Người ta vừa cho mà vừa bắt luôn. Đó, ta giữ nha. Đi anh em mình sẽ đồng hành đi. Dạ. Và kính thưa quý vị, giờ này là 10 giờ rồi. Đó, 10 giờ kém 8 phút. Đó, và bây giờ bà con trở về đây thì không có thể nào mà nhìn thấy được Đức Phật Di Lặc luôn quý vị. Bây giờ hiện giờ là còn mây che phủ nha quý vị. Đó, đây là cái hồ Thủy Liêm. Sức chứa nước tới 60.000 mét khối luôn nha quý vị.
hết lủng đủng hết rồi. Đây quá đông rồi. Nó bán được. Đó không hết. Quốc hai máy. Quốc hai máy luôn hả? Đây. Tiếp tục luôn. Ở đây là các anh chị cho cá ăn nè vị. Đây. Không chị ơi. Cá chê hay à. Đó, cá chê quá bự kìa. Hết biết rồi. Quá nhiều cá chê rồi. Cho cá ăn nè vị. Cá là công nhận cá đợt này bự dữ ta. Dạ đúng rồi. Nha. Yeah. Cá chê kìa, cá chê kìa, hồi ôi. Trời ơi, cá chê kìa. Khủng khiếp thiệt chứ. Cái đầu bự hơn bằng tay mình quá. Cái đầu bự quá. Hết luôn chị ơi. Hồi vô cái đầu quá kìa. Trời ơi. Quá ở vị ơi. Cá quá khổng lồ rồi, cá bự quá. Cá quá to. Hết trơn luôn, hết mồi luôn. Rồi, tiếp tục luôn quý cô chú anh chị ơi. Và kính thưa quý vị, ở bên đó đó là có cái tháp. Dạ. Cái tháp đó nghe nói là xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị. Ờ, vậy hả? Quý quá ha. Ở chùa. Dạ. Phật lớn đã xây cất vào cái hồ thủy liêm luôn. Ở vào những cái ngày gầm lớn, ngày lễ thì được làm những cái lễ. À, cho bà con đến đó để chiêm bái nha quý vị. Và nghe tương truyền rằng á là cái xá lợi của Đức Phật đi đến đâu là cái sự an vui, an lành, an lạc sẽ đi đến đó nha quý vị. Trời ơi, nó bự quá chừng ông hút nè, bên đó nè. Đây là cá coi nha. Dạ, cá coi đó, có cá ai cá này mấy chục ký á. Chào chú. Dạ. Chào cô nha. Cái này là bá gia bá tánh là bao. Dạ. Sao rồi? Chào cô. Nghe núi chài quá mà sợ không? Tôi hả? Mở mạng tôi thấy chú nghe chú nói chuyện quá. Bây giờ nghe núi chài sợ không? Sợ chứ. Sợ hả? Ừ. Sợ sao dám lên núi hả? Mà lên coi cho biết. Trời lên coi hả? Nãy giờ cô có thấy núi chài chỗ nào chưa? Chưa. Đi mới tới đây hả? Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 76. Vậy đó ha. Ừ. Nó chài mép bên chùa Phật nhỏ nhưng dạ. Mà ở trong đó là ở trong vườn của người ta. Ừ. Trong cái vườn tre. Không ừ. Sao chân an tâm ừ. Chưa có nổ đâu nha. Rồi bà có qua bà thấy cái tượng Phật Di Lặc chưa? Chưa. Mà nghe không? Mà mới đi tới đây. Có nghe nói tượng Phật nghiêng không? Có nghe đồn không? Không, không có nghe. Không có nghe phải không? Mới đi lên tới đây à. Mới lên tới đây phải không? Ừ. Nhưng mà tượng Phật con thăm rồi thì chứ không có nghiêng. Không có nghe hả? Mà bây giờ gì mà bệnh chắc chắn bệnh. Lộ lên nó không đi xem. Vậy đó hả? Đi lộ bộ hồi mấy giờ tới giờ? Đi hồi giờ 6 giờ sáng tới giờ. Lộ lên tới đây đó. Vậy đó hả? Trời ơi khỏe dưa bạn nhiêu tuổi rồi? 76. 76 tuổi ha, ngâm sấm giảng được không? Không, không. Vậy đó hả? Tưởng ngâm được tặng con. Chốt không có đọc được. Rồi tối ngày công khu niệm Phật không hả? Ừ, cũng cúng lại tối ngày vậy đó hả? Chứ không có. Rồi chúc bà sức khỏe, đoàn mình đâu vậy? Ở dưới Sà Đéc ạ. Sà Đéc ha. Rồi. Đồng Tháp. Chừng nào vậy? Bữa kia về. Hết lễ luôn phải không? Bữa 19 về hả? Rồi chúc sức khỏe nha. Cụ thứ mấy bà thứ mấy? Rồi thứ ba. Dạ bà ba. Cụ cũng chúc con khỏe nha. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn bà. Đi giao tiếp. Rồi con bay ha. Thầy nguyện cho ngày nó tốt hơn. Dạ. Chúc con vậy đó. Vậy ha. Chào chú. Chú có nghe nói núi chài trên núi cấm này không? Có chứ. Con nghe bữa nay mới đi lặn thăm quan luôn nè. Kiếm núi chài hả? Rồi. Không ngán sao? Đâu ngán, mình đâu có sợ đâu ngán. Mình người thiệt mà. Mình con cốt thật mà, mình đâu có sợ. Tại vì có người á, người ta nghe nói núi nứt với núi chài, ta sợ, ta không dám đi. Cho nên con lên đây con quay thì thực tế ra nó chài mấy bên kia cũng ít chứ không có nhiều. Núi cũng chưa có nứt, bà con đừng có sợ nha. Đây. Chào chị ha. Rồi chúc sức khỏe. Tối ngày đăng ký mạng dạ. Cho bên Châu Phú coi không à. Dạ, chúc sức khỏe bình an con bay. Tiếp tục luôn. Và chào anh nha anh trai. Và vâng thì kính thưa quý cô chú anh chị, đây là một cái chiếc cầu ngay chân hồ Thủy Liêm. Hồ Thủy Liêm là thường thường nghe cái tên là tưởng đâu là Tây Du Ký không vậy. Thủy Liêm Động ha. Rất là đẹp. Và bên đây là các anh chị các cháu là cho cá ăn kìa quý vị. Cho cá ăn rồi bắt cá chơi đùa luôn kìa quý vị. Thấy rất là dễ mến. Quá đông rồi. Ừ.
Rồi xong, tiếp tục luôn. Giờ này khách đông mà nhộn nhịp quá hết trong phố. Khách đông nhộn nhịp mới có một tay tháng 9 thôi mà bà con trở về đây quá đông rồi. Cá cũng đang chờ đợi các anh em quân đệ cho nó ăn nè. Biết bao nhiêu cá ha. Kìa đó, bắt cá của anh kìa. Đây nè bạn. Ê, ai cho bắt cá? Cá nào cũng nhà. Giờ trời mưa xe lạnh nhớ vị, mà bà con cũng trở về đây rất là đông. Mỗi người che cây dù nè ha. Đây rất là xinh xắn nha. Đây bận áo mưa đi bán những cái bọc thức ăn cho cá ha. Đây nè, sư huynh này cho cá ăn nè ha. Rồi, chào anh nha. Cho cá ăn bà con. Nè, cho cá ăn ha. Cá này nó nhiều lắm mà cá này ngọt hơn 10.000 con à. Dạ, chỗ cá chịu con á anh ơi. Nguyên cái hồ này rộng lắm, bên kia còn cho ăn nguyên đám bên kia nữa. Dài hết trơn. Đó. Quá luôn rồi, đây là cái ngôi chùa Phật lớn này nha quý vị. Giống luôn bi quá vậy. Đúng rồi, đúng. Tây hả? Dạ. Đậu phụ á chú. Tiếp tục luôn. Và kính thưa quý cô chú anh chị, ngôi chùa được xây dựng vào năm 1912 trên một khoảng đất rộng bên triền núi nha quý vị, ở gần đỉnh núi, ở độ cao là 526m so với mặt nước biển nha quý vị. Đây. Đây ở đây rất là nhiều bà con buôn bán nha quý vị. Chào cô. Đây là những cái trái cây núi nha quý vị, hồng quân nè ha. Đủ thứ nha. Đây đậu phộng ha. Kính thưa quý vị, sau khi ngôi chùa này do ông Bãi Do Cao Văn Long là người đầu tiên xây dựng và trùng tu ở chùa, bị thực dân Pháp chùa Phật lớn trở nên như là không có cho bà con ở đây đó vì cho nên cái ngôi chùa hoang vắng vì mãi đến năm 1914 do ông cụ Hương Quảng làng An Khánh đến núi Cấm thấy cảnh chùa hoang phế quá, bèn đến chùa Linh Sơn Sài Gòn nhờ Cò Mì Chấn, phó hội trưởng hội Nam Kỳ nghiên cứu Phật học đứng ra xin phép để được tái thiết chùa lại, nhưng mà cũng không có thực dân Pháp cũng không có cho tái thiết chùa nha quý vị. Cho nên ông Mì đã bảo với ông Cò đó thì cắt đại đi. Sau khi mà cắt đại đó thì thực dân Pháp kêu tháo dỡ, cho nên đó là ông Mì á mới nói là ở An Nam thì không có thể nào mà để tượng Phật ở ngoài trời vậy, cho nên ngôi chùa được giữ mãi cho tới ngày hôm nay. Bây giờ thì mặc dù trời mưa nhưng mà rất là đông bà con cô bác trở về cái ngôi chùa Phật lớn này rất là linh thiêng nhé vị. Đây là có một cái pho tượng của Đức Phật Thích Ca nè, rất là lớn và nằm ngôi chùa Phật này quá đông quý vị ơi. Vâng, và kính thưa quý vị, hiện giờ là Châu Phú thấy có một cái ngôi tháp trước cái ngôi chùa Phật lớn nè quý vị. Đây, ngôi tháp này Châu Phú được biết là có xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong đó quý vị.
và vào những cái ngày rằm tháng giêng tháng 7 tháng 10 sẽ có bà con ở đây sẽ tổ chức nghi lễ cho vào trong để chiêm bái nha vị. Hôm nay là cái ngày lễ, cũng thấy là các cô chú đang trùng tu làm lại cho đẹp nữa vị, cho sáng. Ở đây là mẹ Quan Âm Bồ Tát nha vị, các cô các cụ trở về đây để xin được ban bước ban bố phước lành đó vị. Và Nam Mô Di Đà Phật, bệnh tật tiêu trừ, mẹ rất là linh thiêng quý vị. Vì người dân không chỉ là đi biển hay là ở khắp mọi nơi, khi nào gặp nạn thì cũng cầu mẹ để mà nhờ cái sự gia hộ của mẹ nha. Đi để tí ơi, tiếp tục luôn ha em. Yeah. Đang nghiên cứu cái lịch sử ha tí. Và vâng, kính thưa quý vị, đây là mẹ năm mẹ ngũ hành nha quý vị, và mẹ Diêu Trì Phật Mẫu nhà Nam Mô A Di Đà Phật. Cho bà con trở về đây để chiêm bái mẹ cùng với Đức Phật thầy nhà Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý cô chú anh chị, cái ngôi chùa Phật lớn này có một cái pho tượng Phật cao 8 mét vị đó, và được giữ hàng trăm năm bởi vì tới bây giờ vẫn còn nhé vị. Đây bà con trở về đây vào cái tháng 7 kính mừng đại lễ Vu Lan Báo Hiếu nhé vị. Tôi có nghĩ cái pho tượng cao 1,8 mét chắc là pho tượng này quý vị. Quá đông rồi. Rồi bây giờ gửi với dắt ra mình vô luôn ha. Yeah. Rồi tiếp tục luôn quý vị ơi. Vâng, thì kính thưa quý vị, đây là pho tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rất là trang nghiêm. Pho tượng này nếu mà theo như cái lời kể truyền thuyết đó là cũng trên trăm năm rồi, thời Phật Chân Pháp tới bây giờ. Và ngôi chùa này chắc là nghĩ là cũng được trùng tu lại, rất là khang trang, rất là đẹp nha quý vị. Ở đây là tượng Phật Chuẩn Đề Vương Bồ Tát nha quý vị. Ngàn tay ngàn mắt nha quý vị. Bên đây bà con trở về đây để mà cúng ngày Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Rất là đông nha quý vị. Cầu nguyện cho bá tánh vạn dân từ tâm bá ái giải thoát mê ly, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa nha quý vị, nhà nhà được cơm no áo ấm, nghe chú nó cầu vậy đó quý vị. Và kính thưa quý vị, qua đây thì cháu Phú mời quý vị qua bên ngày địa tượng Tạng Dương Bồ Tát nha quý vị. Đây, bên đây là ngày địa Tạng Dương Bồ Tát, cũng rất là trang nghiêm nhớ vị, rất là đẹp. Và nghe nói là ngày địa Tạng Dương cũng có một cái lời phát nguyện, hiện giờ ngày ở dưới để mà độ cho các phần âm quý vị đó. Ngài cũng là giáo chủ của cõi địa ngục quý vị, độ cho các phần âm có thể quay đầu hướng thiện để được đi về cái cõi an lành nha quý vị. Và Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp tục là bên đây là ngôi Cửu Huyền nha quý vị.
Và đối diện của quyền là ngài Tổ sư Đạt Ma nha quý vị. Rất là đông bà con trở về đây. À, tuy là mới có một tay thôi quý vị, một tay tháng 9 thôi mà bà con trở về đây là rất là đông rồi. Cho nên thử nghĩ là vào hai tay tháng 9 ngày mai nghỉ lễ thì số lượng không thể nào đếm cho được quý vị. Hàng triệu người trở về đây. À, và ở đây thì bà con cũng đã chuẩn bị sẵn hết trơn quý vị. Đấy mà ăn uống nhà nghỉ đều cũng có sẵn hết trơn nha. Đó, thì qua cái đoạn video hôm nay, Châu Phú cũng chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cùng với đệ tí ha, đã đồng hành cùng với Châu Phú trong cái đoạn video này. Và xin quý vị cũng an tâm, núi thì chài chỉ là bên kia là không có nhà ở nha quý vị. Đó, trong vườn mưa lớn nên là chài xuống cỡ khoảng 3 công. À, quý vị cứ an tâm, đường đi thì thoải mái. Ở giữa ha. Này nè. Đúng rồi. Em nhớ không làm hồi xưa ở giờ. Thì tượng xưa đó cân cao 1,8m đó, lớn nhất ở trong cái vùng này. Cho nên đó là bà con đặt đây là cái chùa Phật lớn. Dạ. Ha. Rồi. Sau đó đó là cái thời Pháp á là người ta là kêu là tháo dỡ. Dạ. Thấy không? Nhưng mà là cái ông mà cũng trưởng ở đây ở khu vậy đó, khu vực vậy đó, ổng như là ổng không có cho tháo dỡ. Ổng nói là bên cái An Nam của tôi có phong tục khi mà tháo dỡ không có thể nào để cái tượng Phật ở ngoài mưa gió như thế được. Cho nên sau khi mà tranh cãi đó thì cuối cùng cũng được giữ lại cái ngôi chùa này cho tới ngày hôm nay. Rồi cảm ơn em nha. Rồi chúc em sức khỏe bình an nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Châu Phú xin kính chúc toàn thể vị và các bạn có nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Và Nam Mô A Di Đà Phật.